Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá chôm chôm, giá nhãn ngày 22 tháng 8, 2023 được cập nhật giá có tăng nhẹ. Cụ thể, giá nhãn y đo hôm nay dao động từ 16.000 đồng cho tới 18.000 đồng một ký. Nhãn da bò dao động từ 8 cho tới 9.000 đồng một ký. Nhãn suông có giá là 17 đến 18.000 đồng một ký. Giá thanh nhãn là 25.000 cho tới 27.000 đồng một ký. Chôm chôm Java là từ 10.000 cho tới 12.000 đồng một ký. Chôm chôm đường là từ 14.000 cho tới 15.000 đồng một ký. Chôm chôm Thái có giá là 19.000 cho tới 20.000 đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm thông tin. Xin cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.